Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại những video tiếp theo này của mình. Ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video để khám phá bên trong cái Aptomat này. Đây gọi là cái Aptomat này ngắt điện này, đóng cắt ngắt điện như này. Cái app này hôm nay nó bị hỏng rồi. Hôm nay mình sẽ và sau đây mình sẽ sử dụng đồng hồ vạn năng để đo kiểm tra con Aptomat này nó còn sống không nhá. Đây, các bạn để thang đo nhân 1. Sau đây mình sẽ đóng Aptomat này. Hiện tại nó đang ở off, chúng ta sẽ đóng thành on để cho cấp điện. Đấy, on. Và chúng ta sẽ đo. Đây, mình sẽ đo. Một chân các bạn chọc vào một đầu, một chân kia các bạn chọc lại đầu này. Đây các bạn thấy kim không lên này. Đây. Kim hoàn toàn không lên nhá. Đấy. Kim không nên, vậy chứng tỏ cái automat đã hỏng rồi. Sau đây mình sẽ tháo ra cho các bạn xem bên trong cấu tạo như thế nào. Muốn sửa được cái automat này thì chúng ta phải xem cấu tạo nó như nào thì chúng ta mới sửa được. Sau đây mình sẽ tháo ra. Đó, hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy chúng ta sẽ tháo ở đâu ra. Các bạn để ý ở sau đít của nó này, nó có hai cái loại ốc đinh tán. Đây. Hai ốc đinh tán như này thì muốn tháo ra chúng ta phải sử dụng khoan. Dùng cái khoan để khoan cái này ra. Và chúng ta sẽ rút cái chốt này ra. Đấy, rút hai cái chốt này ra thì nó sẽ tháo được cái automat này ra. Sau đây mình sẽ mang đi và mình khoan. Khoan mình tháo cho các bạn. Đây, sau khi các bạn khoan hết được cái chân ở bên trong này nó đứt hết thì các bạn nhấc hết hai cái chốt này ra. Đấy, những cái chốt này các bạn nhấc ra. Đấy. Mình sẽ nhấc cái hai chốt này ra. Đấy. Và chúng ta sẽ nhấc ra. Đó thì các bạn nhìn này. Bên trong nó có những cái như này thôi. Đấy. Đây bên trong cấu tạo hoàn toàn rất là đơn giản như này. Đây ở đây nó cấu tạo bao gồm các lá tiếp điểm này. Đây. Đây là các lá tiếp điểm. Đó. Nó có một cái thanh nhựa gạt này. Thanh nhựa gạt này nó có một cái lò xo ở đây. Đó, cái lò xo này có tác dụng là nó đàn hồi. Đây khi chúng ta gạt lên đây. Gạt cái này lên thì cái tiếp điểm này nó sẽ đóng với cái tiếp điểm này và nó sẽ cấp điện từ đây đến đây. Đó. Đấy, khi chúng ta nhả lại thì nó sẽ ngắt điện. Nó ngắt điện như này. Thì cái tiếp điểm này sẽ mở ra và nó sẽ ngắt điện. Đó. Còn cái nguyên lý hoạt động của nó khi bị chập điện và quá tải thì nó ngắt điện như nào. Sau đây mình sẽ chỉ cho các bạn tại nguyên lý của nó. Đây, các bạn chú ý đây. Khi tiếp điểm đang đóng và điện đang chạy ở đây, từ đây đến đây. Đó. Hoặc điện từ đây chạy đến đây. Nguồn điện đang cấp từ đây đến đây thì trong quá trình chúng ta sử dụng ở gia đình không may bị chập quá tải thì nó sẽ nhờ vào cái loại dây đồng này. Các bạn nhìn để ý đây. Ở đây nó có một cái bó dây đồng. Dây đồng sợi rất là nhỏ. Đó. Nối từ đây đến đây. Đó. Thì các bạn để ý ở đây có một con ốc này. Con ốc từ đây đến đây nó tì vào cái này. Đó. Khi cái dây đồng này trong quá trình chúng ta sử dụng nó bị nóng và quá tải, dây đồng này sẽ nóng lên. Nguyên lý của nó là nóng lên và làm giãn cái dây đồng này ra. Đấy. Làm giãn cái đồng này ra và nó sẽ đẩy, nó đẩy cái nhựa này. Đấy các bạn nhìn thấy đây. Nó đẩy cái nhựa này về phía này. Đó. Nó đẩy cái nhựa này về phía này và làm cho cái này nó gạt xuống và bị ngắt. Nóng của này lên và nó sẽ giãn cái đồng này ra, nguyên lý hoạt động là nóng nóng giãn ra, lạnh co lại. Thì nó sẽ giãn cái này ra. Và nó sẽ đẩy cái chốt này đây. Đẩy cái nhựa này, thanh gạt này xuống đây. Và cái thanh này xuống đây nó sẽ gạt xuống đây và tiếp điểm sẽ mở ra. Mở ra thì nó sẽ ngắt điện. Đó. Rất chi đơn giản đúng không các bạn? Và vừa xong mình giới thiệu cho các bạn cách cấu tạo và nguyên lý của cái Aptomat này. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa. Đây, thì những cái ban bệnh của cái Aptomat này nó hỏng đa phần là những cái tiếp điểm ở đây nó bị bẩn này. Tất cả những cái tiếp điểm ở đây nó bẩn, chúng ta chỉ phải tháo ra và cạo. Cạo sạch nó đi. Ở đây mình sẽ tháo ra và cạo sạch những cái tiếp điểm. Các bạn sử dụng giấy ráp này,
dây ráp các bạn đánh sạch những cái tiêu điểm ở đây và ở đây. Sử dụng dây ráp và đánh sạch. Đây mình sẽ sử dụng dây ráp mình đánh sạch những cái tiêu điểm này đi. Đây chúng ta sẽ dùng mẩu dây ráp như này. Các bạn dùng dây ráp mịn nhá. Mình không có, mình sử dụng dây ráp thô mình đánh. Đây. Đánh sáng luôn cái tiêu điểm đồng ở đây đi. Đó, sáng quắc như này. Và cả những cái tiếp điểm này chúng ta sẽ đánh sáng hết. Đó, rồi. Việc cạo nhẹ như vậy thôi. Đó, chúng ta sẽ nắp vào. Phần này chúng ta cũng có vẫn có thể đánh sạch. Đánh sạch tất cả các tiếp điểm đi là nó sẽ tiếp điện. Là ok thôi. Đa phần những cái ban bệnh của cái automat hỏng này toàn là bẩn tiêu điểm. Đó. Vậy là chúng ta sẽ đánh và sửa lại và tái sử dụng lại. Đó như vậy. Đỡ phải mất tiền mua. Vừa tiết kiệm bảo vệ môi trường luôn cho các bạn. Đây có những cái tiêu điểm như này nó bẩn như này các bạn thanh tháo đánh sạch hết. Với bên này các bạn cũng làm tương tự, tháo hết ra. Đây, mình sẽ tháo hết ra và đánh sạch. Đó, đánh sạch những cái tiết điểm này. Các bạn sử dụng giấy ráp mịn mịn chút để đánh nhá. Đó, xong bóng như này là được rồi. Sau đó các bạn nắp vào. Đây là có một con ốc, mình sẽ xoáy ra. Xoáy ốc này ra và tháo nó ra. Đó. Nó sẽ nhấc cái tiếp điểm này ra này. Đó. Đây các bạn nhìn thấy đây, nó rất là bẩn. Sử dụng dây ráp đánh sạch. Đó. Đánh sạch tất cả các tiếp điểm ở đây, kể cả những cái này. Chúng ta chỉ việc vệ sinh lại và nắp nó sẽ hoạt động thôi. Đó. Trong quá trình sử dụng là nó bị bẩn thôi, nó bị bẩn và oxy hóa và không tiếp được điện. Thì các bạn việc đánh sạch nó là ok. Sau đây mình sẽ nắp nhanh vào và test thử cho các bạn xem. Dùng đồng hồ vạn năng mình sẽ kiểm tra cho các bạn xem nhé. Sau khi các bạn đánh hết các tiết điểm xong và nắp được như thế này rồi thì các bạn sẽ mình sẽ test thử cho bạn xem nhé. Đó, mình sẽ gạt cho nó đóng tiêu điểm này xuống và mình sử dụng đồng hồ vạn năng mình đo cho các bạn xem. Đây. Các bạn để ý hai que đo của mình nhé. Test thử que đo này. Im lên, ok. Sau đó mình sẽ te đo ở đây này. Đấy. Đấy các bạn thấy đây. Vậy là tiếp điểm này nó đã đóng điện từ đây sang đây, ok. Đó. Và chúng ta sẽ đo lên phần này. Đó. Hoàn toàn đã đóng điện được, ok. Đó, như này. Mình sẽ ngắt thử nhá. Đấy, mình sẽ đo xem. Đấy. Tiếp điểm này mở ra rồi. Tiết điểm này đã mở ra và sẽ không thông điện nữa. Đó. Rất đơn giản đúng không các bạn? Đó. Vậy là ok, chúng ta đã sửa thành công cái automat này. Mini rất đơn giản thôi.
Và sau đây các bạn sẽ nắp nó vào. Đó. Nắp cái này thì các bạn sẽ sử dụng keo. Đấy, sử dụng keo 502 để gắn hết tất cả những cái này vào. Đây, các bạn rõ keo vào. Đó. Rồi hết keo từ đây đến đây. Vậy là chúng ta sẽ sửa thành công cái aptomat này. Rồi keo cho nó chắc. Đấy. Còn những cái chốt này thì các bạn sẽ nắp vào. Nắp vào và tán lại cái chốt này. Đó. Đó. Nắp vào các bạn sẽ sử dụng cái đầu khác các bạn tán cho này xuống. Đấy. Mình sẽ đợi keo nó khô và mình lấy đồng hồ mình đo lại cho các bạn xem nhé. Đây, sau khi keo mình gắn nó khô xong rồi mình sẽ lấy đồng hồ mình đo lại cho các bạn xem. Gạt đóng điện này. Đo này. Đó, các bạn thấy kim lên nhá. Đấy. Trên bên này. Đó, kim lên. Đấy. Kim lên như này tức là dòng điện đã được cấp qua. Ok, chúng ta đã sửa thành công cái automat này. Đấy. Vậy là chúng ta đã sửa lại thành công cái automat bị hỏng như này. Tái sử dụng lại, tiết kiệm để bảo vệ môi trường. Đấy, như này. Ok. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu các bạn thấy thích video này thì hãy like và share, subscribe đăng ký kênh để đón xem những cái video cập nhật tiếp theo mới nhất của mình. Đấy. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau.